Dừng khất thực, ông Thích Minh Tuệ được hỗ trợ làm căn cước công dân. Cổng thông tin điện tử Ban Tôn giáo Chính phủ phát thông tin, ông Lê Anh Tú, hay còn gọi là Thích Minh Tuệ, đã tự nguyện dừng cuộc đi bộ khất thực và được cơ quan chức năng hỗ trợ làm căn cước công dân. Ông Tú sinh năm 1981 tại Hà Tĩnh, không phải tu sĩ Phật giáo chính thức, mà là một công dân tu học theo lời dạy của Đức Phật. Ông đã thực hiện hành trình đi bộ khất thực từ năm 2017 và đã ba lần đi bộ từ Nam ra Bắc và ngược lại mà không gặp trở ngại nào năm 2024, trong lần đi bộ thứ tư, ông xuất phát từ Khánh Hòa, đi lên Cao Bằng, Hà Giang và hiện đang trở lại miền Trung. Tuy nhiên, trong hành trình này, nhiều người đã tham gia đi theo ông, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và môi trường. Đặc biệt, ngày 30 tháng 5 năm 2024, một người đi theo ông Tú đã tử vong do sốc nhiệt và suy đa tạng. Ngày 2 tháng 6 năm 2024, hai người phụ nữ khác cũng gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khi đi theo ông các cơ quan chức năng đã gặp gỡ ông Lê Anh Tú và thảo luận về việc bảo đảm an toàn cho ông và những người tham gia. Ông Tú đã nhận thức được rõ quyền và nghĩa vụ của mình và tự nguyện dừng cuộc đi bộ khất thực. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ ông làm căn cước công dân để có giấy tờ tùy thân và bảo đảm quyền công dân theo quy định pháp luật.